Ba. Ờ. Ba. Sao? Rồi đi đi, đi qua đi. Đợi ba với, đợi ba với thế. Gà nhảy kìa. Cô Tini xin nhắc lại, ngay bây giờ đây, cô Tini sẽ diễn ra một chương trình vô cùng thú vị. Gà nhảy đi, nhảy đi. Gặp với giải thưởng lên đến 1 triệu đồng và gần rồi, như nhảy đi. Trong hệ sinh thái Tini, còn chần chờ gì nữa mà các bạn nhỏ không nhanh chân lên tầng 3 cùng với bạn Pika để chúng ta cùng thực hiện những điều nhảy thật thú vị và sôi động nhé. Đi đi nhảy nè, đi 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 nhảy đi. Nhảy lên. Đi đi rồi ha. Đi nhảy thôi. Yeah. Rồi, đi nhảy thôi. Nhảy rồi bay ơi. Lại nhảy kìa. Lại nhảy nè con. Wow, xin chào các bạn nhỏ của cô Tini ngày hôm nay. Nhảy kìa. Cô Tini có diễn ra một chương trình vô cùng thú vị. Nhảy kìa. Nhảy, nhảy, nhảy. Đó là chương trình TikTok. Nhảy với bạn dạ kìa. Nhảy lên. Bay ơi, vô vô đây. Cuộc bắt đầu của nhảy ngày hôm nay. Vô đây, nhảy vô đây, nhảy đi. Rồi, bây giờ trước bây giờ này, bây giờ chúng ta đây nè. Đây là một buổi TikTok ngày mai chưa? Dạ. Cô chưa nghe rõ, các bạn có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về thể lệ chương trình nha. Thể lệ chương trình đó là cô Tini sẽ nhảy này, các bạn xem một bài nhảy. Và sau đó các bạn sẽ mỗi bạn nhảy bài nhảy đó trên TikTok của bản thân mình. Sau đó kèm với hashtag của Tini bao gồm Tini World, siêu hè Tini, 100 niềm vui bùng nổ để chúng ta có thể và chúng ta đăng lên TikTok với chế độ công khai để có thể mình có thể may mắn nhận được phần quà từ Tini World nha. Một giải Tini bùng nổ bao gồm 10 cái cổng Tini World, voucher lên đến 1 triệu đồng sử dụng tại hệ sinh thái Tini, hoặc là 10 giải Tini triển vọng bao gồm 2 cái cổng và 1 giải Tini bình chọn dành cho bạn nào nhảy đẹp nhất, nhảy xuân nhất. 5 vé cổng Tini World và voucher 500.000 đồng sử dụng tại hệ sinh thái Tini. Còn chân chờ, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta lấy khí thế các bạn đi cao một chút. Kìa kìa, nhảy kìa. Nhảy giống bạn gà kìa. Đi đâu vậy? Chỗ người ta nhảy ông đi đâu vậy? Tà miêu á. Chỉ đơn giản thôi, nhảy đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy theo bạn Pika một lần nữa để xem
nhanh đi, nhanh đi. Nhảy với bạn gà kìa. Nhảy lên. Rồi. Rồi, nhảy với bạn gà đi. Rồi đi đâu nữa vậy? Rồi đi đi. Đợi ba nhé. Ba nhé. Đợi ba nhé. Đợi ba. Rồi đi. Đợi ba nhé. Đừng có tuột nha, đợi ba đi nhé. Đợi ba đi nhé. Ờ, chơi cầu tụ ở đây đi. Bye. Chơi ở đây đi con, đừng lên chẩn mệt. Nè, chơi theo bạn kìa, chơi mấy bạn nha. Kìa, leo nó kìa. Đi leo nó đi. Đi leo lên đi.
khỏi nhiều than. Đưa lên này đi chỗ nhau. Vĩnh, Vĩnh đấy hả? Vĩnh đến.